thôi, nhiều lớp còn dừa còn vô á. còn bao nhiêu thùng? Có đâu có mấy chục à? Mọi người ngựa dứa chúng ta lên Có nó đời ngựa vậy? sao á, cái quay riêu đẹp đẹp đem được sao vậy, Chúc làm biếng biết gì đâu, tự như chỗ chó phát video đâu á, chỗ như chỗ chó phát video đâu á, tự như chỗ chó vậy á, mấy phát video mà không có ai vô coi rồi đó, là chết rồi, không có ai vô coi rồi đó. Dán cười cười với em sao không lấy cái thùng á, cái thùng trong lắm, ý là dán cái bên ngoài á, nhìn là xấu xí, lấy thêm một giấy xám á kỳ, lát nữa mười lỗ mà lỗ gì đây, đánh lỗ dán ra đẹp đẹp lại. Hôm qua ai đặt cái set này comment lại giùm em nha mọi người ơi. Hôm qua ai đặt set này comment 10 giờ em lên em sẽ hàng nha, 10 giờ lên sẽ hết kho. Hôm qua ai đặt set này comment lại giùm em nha. Xài sướng lắm mấy bè ơi. Nhìn rõ không? Tại tính ra có đâu có 30 ngàn một món à. Đĩa bèo dặn lên cái tẩm em cũng lấy một xếp xài nè, son dưỡng nè. Hôm qua ai đặt thôi, hôm qua em lỡ em xóa video mất tiêu rồi. Ai đặt đây là một cây son dưỡng nha, đầu dặn lại đầy nắp lại đẹp lắm. Rồi cái này là nước hoa chắc là khoảng tầm 10 ml ấy, đây là khoảng tầm 10 ml nha mọi người. Em phát trực tiếp luôn khỏi quay video nữa. Rồi cái này là một cái son. Son màu nó là màu gì đỏ gì ta. Cái này thấy nó đậm vậy trở lên nó là màu đỏ nha mọi người, đỏ mà không phải đỏ tươi dễ thương lắm. Đây nè. Nhìn cái son là muốn nhai muốn ăn luôn. Hôm qua ai đặt hình như hôm qua chị Hải cũng có đặt cái son, đặt cái son này nè, đẹp lắm mọi người. Tính ra có 30 ngàn một món này. Còn cám gạo, còn cám gạo nha mọi người. Cảm ơn 70 mấy người đã vô tám với em. 89 ngàn một hộp, mấy chị có thể lấy hai hộp hoặc là một hộp để đi đơn chung nha, đừng nói lên. Nhìn nó hộp đẹp không mọi người, cái này đi tặng là ý nghĩa đúng không? Đây em về, không biết nữa, em không có dám khui, hình như em khui cái 4 cây 150. Kem 4 cây 150 nha mọi người. Kem 4 cây 150. Cám gạo là trên live em sẽ bán, ai mua cái bây giờ em sẽ bán cho mọi người 45.000 ba cục. Cái này nói chung là hàng Thái, xài hàng ngày nha em rúm. Cho chị Kim Phụng Kim không nghe chị Kim Phụng à, chị em hồi sáng giờ có ghi Kim Phụng Kim chưa? Sáng giờ có ghi Kim Phụng Kim chưa? Thơm chứ, bây giờ em bán cho này là em phải kêu thơm rồi chứ. Nhưng mà bây giờ đâu có ý nói hoài luôn. Da nhờn da mình là da nhờn đây, xài bình thường nha. Hình như cái máy quạt nó ì em. Cái quạt đây. Da em là da nhờn này. Ý hoài Kim, cái đó gửi cho chị Kim Phụng Kim. Đừng gửi, é gửi cho bẻ sao gì vậy bẻ. Nhìn cho đẹp đẽ. Chắc là đó rồi. Gửi cho nó đẹp đẽ. Nhìn cái hộp nó sang lắm. Cái này để em không có dám, em sợ mọi người mua về tặng nên là không có dám khui hết. Tính ra có 30 ngàn một món này thì bây giờ nói thẳng ra là mình, mọi người hỏi em có thơm không thì em chắc em phải nói thơm rồi. Bây giờ mình thích thì mình mua thôi, cái tiền hộp không là đủ tiền rồi. Được lâu chứ, hôm qua em đi chơi kể ngày luôn mà em son cái dòng son, em son của nó thôi. Mùi hương bây giờ, cái tính ra có 30 ngàn một chai nước hoa mà mọi người đòi hỏi cao quá thì sao được. Em cái đấy là em nói thiệt luôn. Tính em là em, chứ em không có nói, cái đây nó thơm lắm mấy chị ơi, nó giữ kể ngày. Bây giờ mọi người mua cái hàng 5 triệu, 7 triệu,
chưa chắc gì nó giữ được cả ngày, đúng không? Bây giờ một cái này gọi là mình thích là mình mua thôi. Anh Tuyết Hồ là ai vậy? Anh Tuyết Hồ là ba cục sáp, ba cục cám gạo 45.000. Chị Tâm Nguyễn này ở đâu thì lên địa chỉ cho em luôn, lên địa chỉ trên này cho em luôn. Đúng rồi, em hiện tại thì em khui em thấy thơm nhưng mà em chưa có dùng. Cho chị Thảo một xích. Chị Thảo ơi, ghé nhà em nha, lâu quá nhớ quá. Chứ bây giờ em bán này tất nhiên em phải nói ừ nó thơm lắm mấy chị ơi, nó rất là thơm. Tất nhiên là em phải nói như vậy cho mấy chị mua rồi. Nhưng mà mọi người cũng phải suy xét ra cái giá của nó nữa. Nó cũng phải có mức độ nào đó thôi, đúng không? Chứ bây giờ cái này là nguyên một set, bao gồm cái này khoảng tầm 10ml nước hoa nha. Dòng này là dòng DR, nói chung là nó giống nhau hết, nó không có khác gì đâu. Người ta lên làm một cái barem ra thôi. Rồi cái này là cây son, mọi người nhìn thấy đẹp không? Nó rất là đẹp. Chị dùng rồi hả? Đây nè, mọi người nhìn thấy không? Nó khắc chữ Dior nè. Nó đẹp lắm. Nhìn không là thấy nó sang, nó cực kỳ sang. Mọi người đi tặng nó cũng sang nữa. Đây là một cây son dưỡng. Nhìn nó rất là sang luôn. À, son dưỡng nhìn dễ thương, nhìn đẹp lắm. Tính ra có 30.000 một món ha mọi người. Nó rẻ bèo nhèo. Nếu mà tách ra bán rẻ, bán lẻ thì nó phải cao hơn rồi. Bây giờ em rảnh quá em quẩn quá phát cho mấy chị thôi. Đó mọi người thấy không? Cái cây son đó này, nhìn nè. Cái đây đó mọi người thấy cái đầu nó tè rồi không? Hôm qua là em dùng cả ngày luôn rồi á. Nguyễn Thẩm là tới lấy hả chị? Nguyễn Thẩm là tới lấy hả? Chị nào đặt cái này cho lên địa chỉ lên trên này, khách mới thì cho địa chỉ cho em luôn. Mà có một hộp em cũng không có ship được nha. 89.000 mọi người nha. Không có đỏ cam đâu, son bây giờ em không biết, em không có khui. Bây giờ em khui thử một hộp nữa nha. Ở đây, đây có sẵn rồi này, hình như là nó giống nhau hết nha mọi người. Màu này thường thường em hay son đỡ like á. Chị Tâm Nguyễn gì dữ đó. Hôm qua ăn nhậu ấy, nó khàn vậy sao? Bích Thu cho Bích Thu một set. Giống nhau nha mọi người ơi, giống nhau nha. Giống nhau nha. Cái màu này lên nó đầm môi lắm. Cho Bích Thu một set này, cho chị Tâm Nguyễn ở Gia Lai một set đó, chị đặt thêm quần áo rồi đi đâu luôn. Em về có ít thôi, bây giờ em rảnh rảnh em quẩn em phát trực tiếp nói sàm like với mọi người cho vui vậy chứ còn không phải lát nữa em lên like em bán nó cũng hết à. Lát nữa lên like đông. Với lại hôm qua giờ bán em quay video em đang bán cũng được nhiều rồi. 89.000 một set. Nhọc lại thôi, 3 set à. 3 set trường trung học phổ thông Trần Quang Diệu là chỗ nào ta? Ngọc lại thôi 3 set. Là sao? Là một set 3 món hay là 3 set như thế này chị? Đặng Phụng có đơn không em? Đặng Phụng một set vô ghi vô đây. Đặng Phụng một set. Đây nè, nhìn nó đẹp lắm mọi người, nhìn nó rất là sang, cái hộp nó đẹp lắm. Còn kem 4K nha mọi người ơi. Trần Quang Diệu Hoài An Bình Định. Là 3 set hay là Tiên Nguyễn Thị một set ghé lấy. 58 xe 2 Nguyễn Thị Minh Khai nha cả nhà ơi. Ghé lấy sớm giùm em nha. Tiên Nguyễn Thị. Tiên Nguyễn Thị. Hả? Đặt đồ không ghé lấy hả? Tiên Nguyễn Thị ghé lấy sớm nha, còn không là hủy đơn chuyển qua cho khách khác nha. Tại vì cái này rất là ít.
có 89.000 nguyên một set 3 món. Be set 9 món, ngọc lại thôi be set. Ngọc lại thôi be set. À, địa chỉ nè, gửi địa chỉ luôn. Gửi địa chỉ luôn em. Trường Trung học phổ thông Trần Quang Diệu, Hoài An, Bình Định. Vô 8 nha. Bây giờ rảnh sáng rảnh quẩn với 8 xàm la cho mọi người. Số điện thoại đâu ta? Số điện thoại 0368786989. Thùng mọc hết mắt rồi em ơi, thùng mọc hết rồi. Thùng mọc chị đang đặt không phải. Chị đang đặt hàng về mà chưa có. Phạm Ngọc Kim Ngân nào đỡ bao hộp lên số điện thoại nha, lên số điện thoại địa chỉ chỗ này luôn. Đỡ ship luôn nha. Kẻ bưng thùng mới vô em, hết rồi. Vlog ở đâu nè, lên địa chỉ luôn chị ơi, số điện thoại địa chỉ cùng một dòng giùm em luôn. Một set là em không đi đơn được đâu nha mọi người ơi. Phương Nguyễn nào em? Phương Nguyễn này là Phương Nguyễn nào vậy? Ê, cầm trúng cái camera kìa. Yên Trần một set. Yên Trần hỏi Yên Trần Trần Hưng Đạo, Yên Trần nào? Cái này em bán chi ăn cho vui thôi. Yên Trần Hưng Đạo hay là Yên Trần? Yên Trần nào vậy chị? Chị Phương Nguyễn đã biết chưa? 10 set là em giảm cho chị còn 80 thôi chứ không, em cái này em bán cho vui thôi chứ không có nhiều đâu chị. Cái gì hả? Đợi em xíu em lấy thùng mới vô rồi. Ê, nãy giờ cái mà chị đang lấy đâu? Có hai cái mở. À, đây đây. Đây em coi, chị coi thử cái trúng cái chị son rồng mấy con gì chuối á. Mở cái đây ra coi thử. Đây của chị này nha, đánh dấu của chị vô. Yên Trần này. Yên Trần để em que lấy. Hỏi Yên Trần Trần Hưng Đạo, Yên Trần nào? Kem bún kẹo không có đứt hàng được đâu. Kem bún kẹo bản thùng vô nay khe khuôn thùng. Yên Trần Trần Đạo hay Yên Trần nào? Để em để em biết luôn, em ghi nè chị ơi. Cái này của chị nha. Đúng rồi, kem bún kẹo là bao đẹp nha. Phan Ngọc Kim Ngân lấy be set là lên, chị lên giùm em chữ be set với lại cái địa chỉ giùm em luôn chị ơi. Kem bún kẹo lấy cho chị mấy hộp kem bún kẹo luôn. Với lại chống nắng luôn. Với lại gì ta? Tạo luôn. Cái hộp này nó rất là đẹp. Đấy là mọi người. Bao gồm 10ml nước hoa dòng Dior nha. Rồi cái này là Yên Trần Trần Đạo. Cái này là một cây son dưỡng. Em giới thiệu lại cho mọi người coi. Một cây son dưỡng nha. Nhìn nó đẹp không? Một cây son dưỡng. Với lại... với lại một cây son. Một cây son màu đỏ. Đẹp không mọi người? Cái này mà em về trước 20/10 là bán cháy luôn rồi. Mẹ hôm qua về đúng ngày hôm qua luôn. Không biết bán làm sao. Hai con bán quỷ nói lấy giùm. Tu che trọc ơi lẹ ơi lẹ. Phan Ngọc Kim Văn lên địa chỉ chị ơi. Quay bấm đi, chị quay ngược lại. Bốn ke nè. Bốn ke hả? Nhìn mấy quạt đây ta. Ui dù, ui dù. Nhìn mấy quạt đang lấy gì vậy? À, bởi bị điên à. Cái này là 89.000 nguyên một set nha cả nhà. 89.000 nguyên một set. Ủa, công anh be set là be hộp để sao chị ơi? Be set là be hộp nha. Đúng rồi ạ, be set đúng rồi ạ, be set đúng rồi ạ. Thôi đỡ. Công anh lên số điện thoại. Bồ công anh. Chị số điện thoại em mới gửi hàng được nha. Bồ công anh lên ok lên số điện thoại rồi. Bồ công anh be set. Bồ công anh be set này còn thùng nào rồi đó không? Còn thùng nào không? Còn thùng nào không em? Còn đem vô đây luôn. Ba hộp rồi ba set. Kem 4K là cho gọi lộn trong nắng. Nó trị nám, tràn nhang, làm dưỡng da mặt. Nói chung là kem 4K rất là thần thánh. Chị cứ lên Google hoặc là các trang gì đó, search kem 4K hàng Thái, tư tư một set là nó sẽ ra.
Phan Ngọc Kim Ngân ghé chừng nào chị ghé ra chị ơi. Chị báo giùm em tại vì số lượng có hạn, dịu nho nho một xét. Tại vì số lượng có hạn, chị không ghé lấy sớm là em chuyển, có khách đặt là em chuyển qua cho khách khác nha. Rồi. Đúng rồi, một hộp là 3 món. Phan Ngọc Kim Ngân. Ai mà không ghé lấy sớm là em sẽ chuyển qua cho khách khác nha. Hết rồi đó mọi người, nãy giờ phát lại thôi 10 khăn à. Nhọc lại thôi 10 cái khăn. Ok nha. Hết rồi á, hết rồi á. Dịu. Dịu nho nho một set không đi hàng được chị ơi. Dung tô. Một set không đi hàng được, một set chưa đủ 100.000 em không đi hàng được. Chị lấy 2 set luôn đi. Ok chiều nha. Một hộp 89.000 em không đi được. Quả tuyết còn đồ thì nhập chung đồ gửi nha. Quả tuyết còn đồ bên em mà. Châu Trần Giao đâu chị ơi? Quy Nhơn thì được chứ còn đi Bưu Điện 189.000 em không đi được. Tại chưa có đủ đơn. Giờ cước cao đi, cứ đi một hộp về mấy công hòn về 2-3 lần. Tội em. Kem 4 ke 150. Kem 4 ke 150. Em ở Quy Nhơn. 4 ke em về lóc. Về số lượng nhiều lắm mọi người. Đợi em chưa gửi chị ơi, đơn kia đi rồi nha. Về lóc như thế này nè. Đó mọi người. Ai em xoay kỹ cho mọi người coi. Kem 4 ke bọn em cũng đang dùng nè. Nói chung là không biết lệ da mặt nó ai vô nhà coi. Ai vô nhà coi là biết. Đây em còn khoảng tầm hơn chục hộp nữa là hết rồi nha, tại vì cái này về dành giật mà về được đó, xanh xeo ấy. Chứ còn bình thường làm gì có, mọi người sạch lên trên Lazada rồi đó. Phan My đơn em đi chưa? Phan My đơn sao chưa gửi chị ơi? Đơn sao chưa gửi? Châu Trần chừa cho Châu Trần em. Kem 4 ke 150. Chừa cho Châu Trần đặt thêm đồ này. Châu Trần 0975. 0975. Ừ. Hà Minh Thư đi chắc không qua, không biết nữa. Đi rồi, quái là đi rồi nha em ơi. Chắc bưu điện nó còn trục trặc gì đó. Sữa tắm chỉ có sữa tắm ngựa thôi. Sữa tắm ngựa thôi mọi người. 89.000. Đơn gửi rồi chị ơi. 89.000 một set 3 món như thế này mọi người nha. Rồi ai lấy bao nhiêu cái này nói chung là set cho gấu nha. Nó rẻ mà nó dùng ok lắm, hôm qua em dùng cả ngày. Không, mọi người đánh một cái son, đánh cái son dưỡng lên. Xong rồi ai thích đánh son dưỡng, ai khô môi thì đánh son dưỡng. Còn không là mọi người cứ nào, chị ơi. Mọi người cứ dùng son thôi. Hôm qua đi chơi cả ngày mà em dùng, em về thấy thích quá nên là dùng thử luôn. Đây nè, nhìn cái son thấy nó yêu lắm luôn. Nói gì nói cho công tình người ta khắc chữ rồi lên cây son là thấy cũng đẹp đẽ rồi. Sữa tắm ngựa em... Ừ, còn con trai hả? Hết rồi em, còn con trai à. Còn con trai 70.000 ai lấy nha. Cái đó về bán lỗ chết mẹ luôn. Không có màu em ơi, hình như chị khui được 2 hộp nó có màu đó không à. Là một chai nước hoa, một cây son dưỡng và một cây son. Trời ơi, mọi người về nhìn cái cây son dưỡng thích lắm luôn. Nhìn nó đẹp lắm. Cái này là đi tặng, rất là ý nghĩa. Đây mọi người. Ai vậy? Nha, chị nào lấy, em lấy cho chị kem chống nắng với lại vi tạo luôn. Em ơi, kem 4K ấy, dùng đó rất là ok. Đặc biệt cám gạo, riêng cái mặt em á là cám gạo với lại kem 4K thôi. Cám gạo là em rửa một ngày 3 lần vậy đó. Sữa tắm hết rồi còn một chai giờ không biết lạc ở chỗ nào. Nha mọi người. Đây kem 4K này. Xài nó rất là ok. Đây là hộp đỡ cỡ. Mà đặc biệt cái chất kem của nó khi đánh lên là mình đi ra đường hay là người ta nhìn vào người ta cũng không biết mình đang đánh kem nữa.
nó không có bị móc, bị sơ sót lên nha mọi người. 8 tới 10 giờ rồi thay đồ rồi like luôn ha. Kem bóng keo thì em bán trên like cho mọi người 150 một hộp thôi, dùng được mấy tháng lận. Hào Văn Thị có đúng không? Cho một set Hào Văn Thị một set. Nãy giờ quên chia sẻ qua kia, em chia sẻ qua face em. Chú cầm nó mỏi cái tay vậy chứ, mỏi tay quá. Ừ, cái gì? Ồ, hồi nào vậy? Rồi lấy gì nữa đây luôn nha mọi người nha. Em còn bao nhiêu đây thôi, 2, 4, 6, 12, 12, 15. Rồi chỉ còn có 15 set thôi. Cái này là kem chống nắng 4 trong 1 thần thánh. Cái này là kem dưỡng ban ngày nha mọi người, kem dưỡng ban ngày. Cái này là mình dịu nho nho lấy 2 set okay. Gửi đi luôn nè. Dịu nho nho cho xin địa chỉ của Messenger nha. Không thì lên địa chỉ trên này luôn đi. Lên địa chỉ trên này luôn. Ừ. Cái kem chống nắng rửa tắm ngựa hết mất rồi. Còn có con chai mà nó nằm lạc ở đâu mất rồi. Cái kem chống nắng cái 4 trong 1 này nè. Hào Văn Thị đi đơn rồi. Đi đơn rồi hả? Cái này là vừa làm cái này mọi người có thể thấy làm kem nền được nè. Nó chống nắng 50 cộng lận. Độ chống nắng của nó là 50 cộng nha mọi người. Rồi dưỡng da Thúy Trần nào ta? Thúy Trần nào lấy một xét ta? Phan Ngọc Kim Ngân 2 hộp kem 4K. Ok, Ngọc Hằng nào lên địa chỉ giùm em luôn. Cái này một xét em không đi đơn được. Nếu mà bưu điện là em không đi đơn được. Mọi người phải đặt kèm quần áo đường đi đi gì hả? Hả? Với lại một cái vi tảo này nữa cực kỳ tốt cho da luôn. Cái vi tảo này hàng Thái luôn. Cái này vi tảo này cực kỳ tốt cho da luôn nha mọi người. Em là kem 4K vi tảo với lại kem chống nắng đây. Bình thường mọi người ban ngày mọi người có ở trong nhà cũng phải thôi kem chống nắng. Nhân danh Thúy Trần lại nhân danh em. Nhân danh một xét. Đi chưa? Thúy Trần một xét nè. Rồi còn đúng 10 xét. Còn 10 xét. À nói tới kem để chị coi đẹp thêm nha. Ngọc Hân, Ngọc Hân lấy một xét. Ngọc Hân này gửi số điện thoại Ngọc Hân một xét nè. Mọi người mờ sáng ngủ dậy dù kem chống nắng không cần nhất thiết là em nếu mà ai dùng cái này thì dùng, còn không á là mọi người dùng kem chống nắng hàng đắt hàng rẻ gì á là hàng ngày mọi người cũng phải dùng kem chống nắng. Ok chị Nhụn Hoa nha. Lấy đồ của Nhụn Hoa vô gửi Quy Nhơn cho chúc chị Bé đi ship luôn. Nhụn Hoa, Nhụn Hoa là chị gì? Gửi gửi Nhụn Hoa hay là gửi Đặng Thi Anh á? Gửi Đặng Thi Anh hay là gửi Nhụn Hoa? Rồi set này em còn chục hộp nữa, chục set nữa, 8-9 ngàn một set bao gồm nước hoa, son dưỡng và một cây son. Chị nào lấy thì lấy kèm đơn đi luôn nha mọi người. Mấy giờ rồi ta? Kem chống nắng này bao nhiêu em quên mất rồi, chỉ có 89 ngàn à. Ê, vi tảo này là 99 nha mọi người. Vi tảo này là 99. Còn cám gạo là 3 cục là 45 ngàn. 3 cục cám gạo 08 Trần Quý Cáp. Kem 4K thì dùng 3 ngày cũng được. Mấy hôm mà chưa dùng cái này thì 3 ngày em vẫn đánh. Nhưng mà nếu mà dùng có cái này rồi thì ban ngày đừng đánh, đánh cái này thôi, nó vừa chống nắng luôn. Nó chống nắng được luôn nên là mình đánh cái này, cái kem chống nắng 4 trong 1 này thôi. 4K để đánh ban đêm thôi. Hoài. Mà hoài sao quay giờ gọi hoài không bắt máy vậy mà hoài. Gọi gì mà gọi liên tục mà không bắt máy luôn.
Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi em? 10 giờ kém rồi em. Rồi, nghỉ like nha mọi người. Cái này đã bán nhiêu? Thôi. Ai có xem lại like đặt cái gì qua chút qua Messenger giùm em nha. Nghỉ like 10 giờ em lên em xẻ kho nha. Xẻ đồ. Bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi sáng đầu tuần vui vẻ nha.